lật lại hồ sơ sai phạm ở Bộ Công Thương, Tổng Bí thư Tô Lâm tính toán điều gì? Theo giới quan sát, Tô Lâm đẩy mạnh công cuộc đốt lò như một thứ vũ khí để thanh trừng đối thủ, với mục đích dành những chiếc ghế lắm bạc nhiều tiền cho đàn em nắm giữ. Vụ xử lý cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh là một ví dụ. Trên danh nghĩa, ông Khánh mới chỉ bị kỷ luật về mặt đảng, Thủ tướng chưa ký quyết định bãi chức, nhưng Thứ trưởng Bộ này, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, một đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm đã được ưu ái, bố trí vào vị trí điều hành bộ này. Truyền thông nhà nước vào ngày 12 tháng 8 đồng loạt đưa tin Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 dự án điện gió mặt trời. Bản tin cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án của nhà máy điện gió mặt trời tại nhiều địa phương nằm trong phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương. Bộ Công an cho biết vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Kết quả điều tra bước đầu xác định Bộ này đã sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng, ban hành quy định chính sách trái với nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước đây, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các khởi tố các bị can bắt giam với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo giới quan sát, đây là những chỉ dấu cho thấy một số lãnh đạo của cựu lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ bị gọi tên. Khả năng cao cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sẽ bị hồi tố. Cách đây không lâu, khi Bộ trưởng Mai Thiên Dũng bị khởi tố bắt giam, ông Trần Tuấn Anh đã bị cơ quan công an mời làm việc để làm rõ về những sai phạm thời ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đây, công luận cũng đã nhiều lần yêu cầu xử lý cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đương kim Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Dưới thảo tin cho biết kẻ đứng sau giật dây và chỉ huy nhóm lợi ích điện lực chính là ông Trần Tuấn Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 12 năm 2023 đã kết luận những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó cho biết, có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên tới 300%, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đây là lý do vì sao vào năm 2024, công luận đã yêu cầu lãnh đạo đảng và nhà nước phải xử lý ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh để lấy lại lòng tin của người dân đối với đảng. Tuy nhiên, bất chấp sai phạm của ông Trần Tuấn Anh trầm trọng đến mức nào, chỉ cần ông Trần Tuấn Anh có nguyện vọng xin thôi các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu, thì Trung ương Đảng liền vui vẻ chấp nhận. Trên mạng xã hội không ít lần rộ tin đồn ông Trần Tuấn Anh sẽ bị khởi tố bắt giam, song giới thạo tin khẳng định Trần Tuấn Anh là con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân, là người giúp cho ông Trọng trở thành tổng bí thư ở nhiệm kỳ đầu tiên nên sẽ bình an vô sự. Công luận cho rằng ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương là vị trí hái ra tiền. Trước đây có đồn đoán cho rằng đương kim Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên được nhạc phụ Trần Văn Sen bỏ ra hàng tạ vàng để mua chiếc ghế này. Do đó, việc Bộ Công an lật lại hồ sơ những sai phạm của Bộ Công Thương không chỉ hồi tố ông Trần Tuấn Anh mà Bộ trưởng Diên chắc chắn cũng sẽ liên lụy. Và có khả năng ông Diên sẽ mất ghế Bộ trưởng để đàn em của Tô Lâm tiếp quản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin lật lại hồ sơ sai phạm của Bộ Công Thương, Tổng Bí thư Tô Lâm tính toán điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm muốn thành công cần loại bỏ các lãnh đạo tàn dư của Tổng Trọng? Giới phân tích quốc tế cho rằng sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm nhận chức vụ Tổng Bí thư, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dần trở lại ổn định. Trái lại, chỉ vài giờ sau khi tân Tổng Bí thư nhậm chức, 4 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một thành viên Ban Bí thư, đã bị loại bỏ. Đây là một điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Đảng cầm quyền.
công luận cho rằng đây là những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mượn gió đốt lò của Tổng Trọng để tiếp tục bẻ măng là các quan chức tham nhũng. Vì lẽ đó có thể nhận thấy rằng chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục rơi vào khủng hoảng và các cá nhân và phe cánh trong đảng sẽ tìm mọi cách để thanh toán lẫn nhau. Với mục đích tối cao là giành bằng được chiếc ghế Tổng Bí thư về phe cánh, dẫu rằng tại thời điểm hiện tại ông Tô Lâm vẫn đang là chủ chính trường. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm có một lợi thế là kho tàng thư nhúng chàm của các quan chức cấp cao từ Ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Bởi lẽ một khi đã leo lên được chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng thì gần như các quan chức đều đã phải nhúng chàm, không bê bối chuyện này thì cũng dính líu vụ tham nhũng khác. Ngay cả Tổng Trọng trước đây hay ông Tô Lâm cũng vậy. Do đó, việc ông Tô Lâm thanh trừng các nhân sự không đồng tình với mình chỉ là vấn đề muốn hay chưa mà thôi. Hơn hết, tân Tổng Bí thư hiểu rất rõ thực trạng. Trước khi được Ban chấp hành Trung ương suy tôn giữ chức vụ người đứng đầu đảng với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối lên đến 100%, đây là kết quả không có thật. Nó chỉ phục vụ cho việc đánh bóng một nhân vật bị đánh giá là không đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để giữ cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội Việt Nam vào tháng 10 năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã phải nhận tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhất, là minh chứng không thể bác bỏ. Cổ nhân có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có nghĩa là bề ngoài mỗi con người có thể thay đổi, tuy nhiên bản chất, tính cách thì mãi mãi vẫn giữ nguyên. Đó là lý do vì sao đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng tại thời điểm hiện nay buộc phải phục tùng và không dám có biểu hiện phản đối tân Tổng Bí thư. Nhưng chắc chắn các thế lực kình địch của Tô Lâm cũng không ngồi yên và chờ đến lượt bị xướng danh, không thể chờ tai họa ập xuống đầu họ. Tất cả các thế lực đã và đang chống lại ông Tô Lâm từ trước đến nay chắc chắn sẽ không thay đổi quan điểm, sẽ tiếp tục coi cho Tô Lâm là kẻ thù chung. Từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn khoảng 16 tháng, không quá ngắn để các bên nỗ lực tối đa lật ngược lại thế cờ. Một khi cơ hội xuất hiện, chắc chắn họ sẽ chung tay tiên hạ thủ phi cường, loại bỏ cái gai trong mắt, nhất là khi tân Tổng Bí thư Tô Lâm là nhân vật ban lãnh đạo Bắc Kinh không ưa thích. Giới phân tích khẳng định nếu tân Tổng Bí thư Tô Lâm muốn thành công trong việc nắm trọn quyền lực như Tập Cận Bình ở Trung Quốc thì cần thay máu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là một sản phẩm mang tàn dư của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để điều hành bộ máy đảng và nhà nước hoạt động hiệu quả, nhất hồ ba ứng, ông Tô Lâm phải ngay lập tức loại bỏ các ứng viên ủy viên Trung ương không ăn cánh, và dường như điều này ông đang cố gắng làm. Thực tế, nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm toàn cánh hậu của ông Trọng thuộc phe Nghệ An và Hà Tĩnh, hay các nhân vật nhân sự dùng tiền để mua ghế ủy viên Trung ương. Việc tân Tổng Bí thư tuyên bố tiếp tục kế thừa cuộc chiến chống tham nhũng là phương cách cũng như công cụ đắc lực để ông thanh trừng thay máu nhân sự cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm muốn thành công cần loại bỏ các lãnh đạo tàn dư của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de